Không thì nhấc lên phát là xong. Được. Kia là tôi nói. Đấy, đấy. Đấy là đó, cứ để đấy. Nhấc hẳn xuống luôn. Đấy. Có tủ rồi, quần áo có thể luôn thuộn mới nhá. Cho trong tủ treo móc đàng hoàng. Được không? Để đi ra. Được chưa? Ok. Ok. Bỏ ra nhá. Để ra nhá. Ok. Ủa xì ra háo đê đá à? Háo đê đá à? Bếp anh đã xong bao giờ, cần phải dậy không? Chúng ta phải dậy không? Không biết dùng cái gì. Nhưng mà loại trước của em là nó không có cái khóa tự động đâu. Cái cao này, cái cao bên nhá. Không phải mất. Cái cao này. À, anh em mình anh khóa gan rồi nhé, lúc nào ấy thì mở gan ra không đầy đủ và nó quà của chú Bánh Hương. Chú Hương thì sẽ đi kèm cái hóa đơn lên trên mình có giả cho xem. Tủ thì bao qua lại một chút rồi cho quần áo vậy nhé. Hiện tại tất cả các hàng đã gần như là xong xuôi hoàn toàn rồi. Và có một cái mà anh em mình muốn chia sẻ với mọi người là rất mát, đó là gì? Khi mà anh em mình có cậu đã treo trên mình xuống mái ở phía trước kia thì rất là mát, đúng ở đây rộng rãi, thoải mái luôn. Ok ạ. Ra ngoài thì chỉ có ra cống. Ok luôn. Đấy. Nên là mát ở đây có thể ngồi được 4 mâm nhỉ? 4 mâm ngồi mà hiên là bình thường. 3 mâm, 4 mâm. Đấy. Rất là ok. Nếu mà sau này mà vợ chồng kiếm ra tiền thì có thể là đấy luôn. Ra tận đây là đến là tối là ăn cơm ngoài này luôn. Còn đâu ở đây thì cho các em làm vườn hết, canh tác vườn hết, không để đất thừa. Đấy. Cái đoạn này mà làm vườn thì không đấy. Dưới này, đoạn dưới này làm vườn hết. Trồng rau thôi, bây giờ hết mùa ngô thì có nước nguồn để sẵn làm mình trồng rau. Nắng một bên, dâm một bên. Cái này lắp máng đàng hoàng mọi người nhé, lắp máng để mà nước nó chảy sang một bên là đầy đủ luôn. Nhà của chính Ngọc đã chuẩn bị tự tin để mà tân gia rồi, thì một lần nữa là trân trọng mời các cô chú anh chị nhà tâm, ông bà trong và ngoài nước, quý khán giả, những ai có điều kiện có thể lên được. Điều kiện ở đây tức nghĩa là thời gian nhé, sắp xếp được thời gian lên với Hà Giang thân yêu, đến với Xính Ngọc thì cháu Hiệp nếu như không có sự thay đổi thì chắc chắn là thứ bảy ngày 29 tháng 7 này lúc 11 giờ trưa anh em mình sẽ dùng cơm, và trong buổi sáng thứ bảy anh em mình sẽ cùng nhau làm cơm để mà một vài mâm cơm nhỏ chuẩn bị cho cái lễ tân gia nhà của em Xính và bàn giao nhà chính thức cho các em. Nếu như không có gì thay đổi, nếu như có sự thay đổi, cháu Hiệp sẽ thông báo tiếp. Nếu như trong cái chuyến đi Hà Nội này mà có công việc không được trôi chảy thì cháu Hiệp sẽ thông tin trên kênh để mọi người được biết. Nhưng mà kế hoạch trước mắt là sẽ là ngày 29 tháng 7 mọi người nhé. Ok, rất đẹp rồi. Phải nói rất mát. Vì sao cháu Hiệp lại quyết định bắn rèm cũng như là làm cái mái hiên? Bởi vì cái khu vực trũng như của Xính Ngọc ấy thì nó lại không có gió. Đặc biệt là không có gió những cái lúc như này, tức nghĩa là nó sẽ không mát đến cái thời điểm như này. Nhưng mà khi mà cái luồng gió của nó thì nó sẽ hút rất là mát. Do vậy mà mình làm cái này để làm sao hạn chế được cái gió nó tốc thẳng vào mái nhà. Đấy. Đi. Đấy, nhà sạch thì mát, bát sạch còn hơn rồi các bạn. Đấy thì anh dậy suốt rồi. À? Đấy, đám này suốt rồi. Còn vào đây cầu mình là anh à? Vào đi. À, xinh gái thế mà ngại luôn. Đấy, chồng mấy năm rồi vẫn còn ngại. Em vào đây. Vào đây cho chú xin biết.
À, món quà của gia đình chú Đăng Dương nhé, Ngọc nhé. Cái tủ hôm nay anh hỏi là 3 triệu này. Một bàn ghế này là 3,8 triệu này, là 6 triệu 8 rồi. Một cô bếp ga 1 triệu 8 nữa là thành 8 triệu 6. 8 triệu 6 thì phải. Tổng 100. 3 triệu 8 cộng với 3 triệu và 6 triệu 8 rồi. Cộng với bụi bếp ga 1 triệu 8 rồi. 8 triệu 6. 8 triệu 6. Bình ga có tiếng không? Tổng mua hết rồi. 3 triệu 6. Là còn dư 400.000 của chú Đăng Dương nhé, gia đình chú Đăng Dương tặng món quà này. Thì trước mắt là kênh cháu Nhật thì chân thành cảm ơn chú Đăng Dương rất nhiều. Chú cũng hỗ trợ cho xí Ngọc là 20 triệu để làm nhà, rồi những cái tiền tiêu vặt nữa, rồi món quà tân gia lớn như thế này. Ngoài ra thì hôm nay anh mua cho hai vợ chồng là một bao gạo Thái Bình 50 cân, hôm nay bọn em ăn một tháng thoải mái, không phải lo cơm ăn nữa nhé Ngọc nhé. Là tiền của bác IS gửi 200 này, và thông qua kênh của em Trọng bác Nguyễn Thị Mỹ gửi 500 nữa, anh mua bao gạo này là 590.000, thì còn dư là 110.000 quỹ của hai bác. Đấy. Còn là video sau anh em sẽ cập nhật các bác là một người tiền hỗ trợ gạo cho bọn em cho đến hết năm, thì anh sẽ thông tin sau nhé. Trước mắt là không phải lo cái ăn rồi, cái ở rồi là có rồi. Đấy, nước thì dùng thì mình dẫn về, không thì mình lại cắt đi. Tạm thời chưa có test thì mình sẽ không dùng trực tiếp được nhiều. Đấy. Rồi là bây giờ là xong hết rồi đấy. Bây giờ chỉ có dọn dẹp và chuẩn bị là anh chốt là ví dụ như thứ bảy anh làm thì thứ năm là anh sẽ báo với em là mời như này, thì chỉ mời những người quan trọng thôi nhé. Còn sau này em mà thích tổ chức lớn mấy chục mâm, gia đình có điều kiện thì tự tổ chức thôi. Còn góc độ của anh thì anh đây là một căn nhà các bác giúp đỡ nên là mình thứ nhất là mình không có điều kiện để mình tổ chức to, thứ hai là mình chỉ mời những ai quan trọng như bí thư trưởng thôn, thôn đội trưởng, những người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong mặt giấy tờ chủ đất này, hỗ trợ cho mình những cái tham mưu, rồi là các cô chú nhà hảo tâm ai đến được thì mình làm, mình sẽ ok anh sẽ mời. Và việc ba là như anh em đã hỗ trợ mình kêu gọi, rồi là các bác hỗ trợ mình đàm nề các thứ nhé, gói gọn như thế thôi, 3-4 mâm thôi. Đấy. Bây giờ thì nhường lời cho xí Ngọc đi. Hai vợ chồng xin cảm ơn gia đình chú Đăng Dương nghĩa là mình chú đã dùng tiền về làm nhà, tiền về mua bài về bếp ga cũng cất được rất nhiều. Hai vợ chồng cháu cảm ơn chú Đăng Dương rất nhiều, chúc chú mua bệnh cũng đẹp và hạnh phúc. Để làm thế này xong xuôi hết rồi. Món quà, những món quà cũng đã được gửi rồi. Cũng không thể quên được là món quà từ một nhà hảo tâm thông qua kênh của anh Lương Tuấn Thảo đã cho một cái giường rất đẹp. Bây giờ là đầy đủ. Tạm thời buồng bên này là làm kho nhưng phải có gà nhé. Không phải kho là thích ném gì vào thì ném được nhé. Anh sẽ kiểm tra đấy. Còn chỗ ngủ thì có gương, có tủ thì để quần áo đấy, rồi vợ trang điểm các thứ thì đấy. Trải cắp các thứ đấy. Nấu nướng ở đây rồi, tủ tắm rửa ở đây rồi. Đấy, nhà thì lúc nào cũng nói là nhà sạch mà ba sạch luôn. Đi đâu cũng phải đeo dép về rửa chân mới vào nhà, chứ không phải là mình có cái rẻ đấy là mình đi đâu đất đi chuồng cho mình bò mình lau cái rẻ đấy vào nó sạch, không có. Bàn ghế này sáng trước khi đi làm mình lau đi, bởi vì là khách đến bất ngờ mình không biết được, thì cứ buổi sáng mình dậy lau nhà quét nhà xong bắt đầu đi làm nhé. Tối về thì đấy sinh hoạt thì ví dụ mình sáng mình đi thì chưa khách đến bất ngờ thì đến vào nhà mời vào nhà ngồi mát rượi đúng không? Có bàn uống nước sạch sẽ người ta bảo à được. Bây giờ mà khách đến bắt đầu giả vờ lo lo một tí khác gì là đuổi khách, như thế này không hay. Đấy chứ? Đấy, nhà cửa sáng ra quét nhà lo bàn ghế đầy đủ. Thế chứ? Gấp gọn chăn màn đấy, mình tự tạo cho mình cái nếp sống như thế nó quen dần đi ạ. Sáng dậy mình cứ tự động làm như thế mà. Điều kiện đi qua Hà Giang thì sẽ ghé vào đây để thăm hai vợ chồng, để xem là những cái đồng tiền mình gửi đến đã được thành một cái câu chuyện cũng như là một cái cơ ngơi khang trang đẹp đẽ như thế này. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những cái nội dung tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.